Bạch Thế Tôn, sự chứng đắc bát nhã ba la mật đa của các đại Bồ Tát cũng vậy. Đối với các pháp, Bồ Tát không chấp thủ nên có thể đi từ bờ mê đến bờ giác. Nếu còn chút ít sự chấp thủ các pháp thì không thể đến bờ giác. Do nhân duyên này, khi các đại Bồ Tát tu hành bát nhã ba la mật đa không chấp thủ từ sắc cho đến thức, cho đến chẳng chấp thủ vào pháp môn Đà La Ni, pháp môn Tam Ma Địa. Vì sao? Vì tất cả pháp không thể nắm bắt. Bạch Thế Tôn, tuy các đại Bồ Tát không thể nắm bắt đối với tất cả pháp, nhưng do thực hành bản nguyện là niệm trụ cho đến 8 chi thánh đạo chưa viên mãn và sở chứng bản nguyện là 10 lực cho đến 18 pháp Phật bất cộng chưa thành tựu, trong giai đoạn giữa không vì không chấp thủ tướng các pháp mà nhập niết bàn. Bạch Thế Tôn, đại Bồ Tát này tuy có thể viên mãn sự thực hành niệm trụ cho đến chi đạo và có thể chứng 10 lực cho đến 18 pháp Phật bất cộng nhưng không thể thấy được. Vì sao? Vì sự thực hành niệm trụ, tức phi niệm trụ, cho đến chi đạo, tức phi chi đạo, sở chứng 10 lực, tức phi 10 lực, cho đến 18 pháp Phật bất cộng, tức phi 18 pháp Phật bất cộng. Vì bản tánh tất cả pháp, tức phi pháp, chẳng phải phi pháp. Bạch Thế Tôn, khi tu hành bát nhã ba la mật đa, tuy đại Bồ Tát không chấp thủ đối với tất cả pháp nhưng lại thường thành tựu các thắng sự. Lại nữa, Bạch Thế Tôn, khi tu hành bát nhã ba la mật đa, các đại Bồ Tát phải quan sát kỹ thế nào là bát nhã ba la mật đa, vì sao gọi là bát nhã ba la mật đa, ai thực hành bát nhã ba la mật đa, hành bát nhã ba la mật đa như vậy để làm gì? Bạch Thế Tôn, khi tu hành bát nhã ba la mật đa, đại Bồ Tát cần phải quan sát kỹ. Nếu pháp không sở hữu, không thể nắm bắt thì đó là bát nhã ba la mật đa. Trong không sở hữu gạn hỏi chỗ nào? Khi ấy Xá Lợi Tử hỏi Thiện Hiện, trong đây pháp nào gọi là không sở hữu, không thể nắm bắt? Thiện Hiện đáp, gọi bát nhã ba la mật đa cho đến bố thí ba la mật đa là không sở hữu, không thể nắm bắt, bởi vì pháp nội không cho đến pháp vô tính tự tính không vậy. Này Xá Lợi Tử, sắc cho đến thức không có sở hữu, không thể nắm bắt, pháp nội không cho đến pháp vô tính tự tính không có sở hữu, không thể nắm bắt, bốn niệm trụ cho đến 8 chi thánh đạo không có sở hữu, không thể nắm bắt, năm loại mắt, 6 phép thần thông không có sở hữu, không thể nắm bắt, 10 lực Phật cho đến 18 pháp Phật bất cộng không có sở hữu, không thể nắm bắt, chân như cho đến thật tế không có sở hữu, không thể nắm bắt, quả dự lưu cho đến quả độc giác không có sở hữu, không thể nắm bắt, chư Phật Bồ Tát không có sở hữu, không thể nắm bắt, trí nhất thiết trí đạo tướng, trí nhất thiết tướng không có sở hữu, không thể nắm bắt, đó là do pháp nội không cho đến pháp vô tính tự tính không vậy. Này Xá Lợi Tử, khi đại Bồ Tát tu hành bát nhã ba la mật đa, nếu thường quan sát chắc thật như thế thì các pháp sở hữu đều không có sở hữu, không thể nắm bắt, tâm vị ấy chẳng lo lắng, chẳng sợ hãi, chẳng chìm đắm, chẳng ưu buồn, chẳng hối hận. Nên biết đại Bồ Tát này thường không lìa bỏ bát nhã ba la mật đa. Khi ấy Xá Lợi Tử hỏi Thiện Hiện, bằng cách nào biết được đại Bồ Tát thường không lìa bỏ bát nhã ba la mật đa? Thiện Hiện đáp, đại Bồ Tát này như thật biết sắc cho đến thức, lìa tự tánh sắc cho đến thức, như thật biết bố thí cho đến bát nhã ba la mật đa, lìa tự tánh bố thí cho đến bát nhã ba la mật đa, cho đến như thật biết 18 pháp Phật bất cộng, lìa tự tánh 18 pháp Phật bất cộng, cho đến như thật biết thật tế, lìa tự tánh thật tế. Này Xá Lợi Tử, do đó nên biết đại Bồ Tát này không lìa bỏ bát nhã ba la mật đa. Bấy giờ Xá Lợi Tử hỏi Thiện Hiện, sao gọi là tự tánh của sắc cho đến sao gọi là tự tánh của thật tế? Thiện Hiện đáp, sắc lấy vô tánh làm tự tánh cho đến thật tế lấy vô tánh làm tự tánh, do đây nên biết sắc lìa tự tánh của sắc cho đến thật tế lìa tự tánh của thật tế. Xá Lợi Tử, sắc cũng lìa tướng của sắc cho đến thật tế cũng lìa tướng của thật tế. Xá Lợi Tử, tướng cũng lìa tự tánh cũng lìa tướng, tướng cũng lìa tướng, tự tánh cũng lìa tự tánh. Khi ấy Xá Lợi Tử bảo Thiện Hiện, các Bồ Tát học theo pháp này sẽ mau chóng thành tựu trí nhất thiết trí. Thiện Hiện đáp, đúng như vậy. Nếu các Bồ Tát học theo pháp này thì sẽ mau thành tựu trí nhất thiết trí. Vì sao? Xá Lợi Tử, vì các Bồ Tát này biết cả pháp không sanh diệt. Xá Lợi Tử nói, vì sao các pháp không sanh không diệt? Thiện Hiện đáp, Sắc cho đến thức tự tánh là không, nên dù sanh hay diệt đều không thể nắm bắt. Cho đến thật tế tự tánh cũng là không, nên dù sanh hay diệt đều không thể nắm bắt. Này Xá Lợi Tử, nếu các Bồ Tát học về Bát Nhã Ba La Mật Đa như vậy, thì gần trí nhất thiết trí, như cũng đến gần trí nhất thiết trí, như vậy thành tựu thân, lời nói, ý nghĩ và hình tướng thanh tịnh, và như cũng đạt được tướng thân, lời nói, ý nghĩ, 4 thứ thanh tịnh. Như vậy sẽ không khởi tâm tương ưng với tham sân si mạn, dối gạt, san tham, kiến thú. Các Bồ Tát này do thường không khởi lên những tâm tham sân si vân vân, nên chẳng đọa trong thai người nữ, thường được hóa sanh, xa lìa cảnh giới hiểm ác, trừ phi vì nhân duyên đem lợi lạc cho loài hữu tình. Các vị Bồ Tát này từ cõi Phật này đến cõi Phật khác cúng dường cung kính, tôn trọng ngợi khen chư Phật Thế Tôn, thành thục hữu tình, trang nghiêm cõi Phật, thường chẳng lìa Phật cho đến khi chứng được quả vị vô thượng chánh đẳng Bồ Đề mà mình mong cầu. Xá Lợi Tử, các Bồ Tát này do thường học Bát Nhã Ba La Mật Đa, không biếng nhác mệt mỏi, nên biết vị ấy gần quả vị vô thượng chánh đẳng Bồ Đề mà mình mong cầu. Bấy giờ cụ Thọ Thiện hiện bạch Phật, bạch Thế Tôn, nếu các Bồ Tát không có phương tiện thiện xảo khi tu hành Bát Nhã Ba La Mật Đa, nếu hành từ sắc cho đến thức là hành theo tướng của chúng, chứ chẳng phải hành theo Bát Nhã Ba La Mật Đa. Khi hành từ sắc đến thức, hoặc thường hoặc vô thường, hoặc vui hoặc khổ, hoặc ngã hoặc vô ngã, hoặc tịnh hoặc bất tịnh, hoặc viễn ly hoặc không viễn ly, hoặc tịch tịnh hoặc không tịch tịnh, ấy là hành theo tướng của chúng, chứ chẳng phải hành theo Bát Nhã Ba La Mật Đa. Nếu các Bồ Tát không có phương tiện thiện xảo khi tu hành Bát Nhã Ba La Mật Đa, hoặc hành 4 niệm trụ cho đến 8 chi thánh đạo, hoặc hành 5 loại mắt, 6 phép thần thông Ba La Mật Đa, hoặc hành 10 lực Phật cho đến 18 pháp Phật bất cộng, là hành theo tướng của nó, chứ chẳng phải hành theo Bát Nhã Ba La Mật Đa. Nếu các Bồ Tát không có phương tiện thiện xảo khi tu hành Bát Nhã Ba La Mật Đa, hoặc nghĩ như vầy: ta hành Bát Nhã Ba La Mật Đa vì có sở đắc, nên đó là hành theo tướng. Nếu nghĩ ta là Bồ Tát vì có sở đắc, nên đó là hành theo tướng. Nếu nghĩ ta có khả năng hành Bát Nhã Ba La Mật Đa như vậy, thì đó là Bồ Tát tu hành Bát Nhã Ba La Mật Đa có sở đắc, nên là hành theo tướng. Bạch Thế Tôn, nếu các Bồ Tát khởi lên các sự phân biệt như thế khi tu hành Bát Nhã Ba La Mật Đa, phải biết Bồ Tát ấy không có phương tiện thiện xảo, nên chẳng phải là hành Bát Nhã Ba La Mật Đa. Bấy giờ Thiện hiện bảo Xá Lợi Tử, nếu các Bồ Tát không có phương tiện thiện xảo khi tu hành Bát Nhã Ba La Mật Đa, hoặc đối với sắc cho đến thức trụ vào quyết định tưởng, thì thực hành trên pháp tưởng đó. Do thực hành như vậy nên không thể giải thoát sanh lão bệnh tử, sầu than buồn bực và các thứ khổ. Hoặc đối với nhãn xứ cho đến ý xứ trụ vào quyết định tưởng, thì thực hành trên pháp tưởng đó. Hoặc đối với sắc xứ cho đến pháp xứ trụ vào quyết định tưởng, thì thực hành trên pháp tưởng đó. Hoặc đối với nhãn giới cho đến ý giới trụ vào quyết định tưởng, thì thực hành trên pháp tưởng đó. Hoặc đối với sắc giới cho đến pháp giới trụ vào quyết định tưởng, thì thực hành trên pháp tưởng đó. Hoặc đối với nhãn thức giới cho đến ý thức giới trụ vào quyết định tưởng, thì thực hành trên pháp tưởng đó. Hoặc đối với nhãn xúc cho đến ý xúc trụ vào quyết định tưởng, thì thực hành trên pháp tưởng đó. Hoặc đối với các thọ do nhãn xúc làm duyên sanh ra cho đến các thọ do ý xúc làm duyên sanh ra trụ vào quyết định tưởng, thì thực hành trên pháp tưởng đó. Bởi thực hành như vậy nên không thể giải thoát sanh lão bệnh tử, sầu than buồn bực và các thứ khổ khác. Nếu các Bồ Tát không có phương tiện thiện xảo khi tu hành Bát Nhã Ba La Mật Đa, hoặc đối với 4 niệm trụ cho đến 8 chi thánh đạo trụ vào quyết định tưởng, thì thực hành trên pháp tưởng đó. Hoặc đối với 5 loại mắt, 6 phép thần thông, 6 pháp Ba La Mật Đa, 4 tịnh lự, 4 vô lượng, 4 định vô sắc, 10 lực Phật cho đến 18 pháp Phật bất cộng trụ vào quyết định tưởng, thì thực hành trên pháp tưởng đó. Hoặc đối với bậc dự lưu, nhất lai, bất hoàn, a la hán, độc giác, Bồ Tát, Như Lai trụ vào quyết định tưởng, thì thực hành trên pháp tưởng đó. Bởi thực hành như vậy nên không thể giải thoát sanh lão bệnh tử, sầu than buồn bực và các thứ khổ khác. Này Xá Lợi Tử, các Bồ Tát này vì không có phương tiện thiện xảo, cho nên không thể đạt đến quả vị của thanh văn độc giác, huống chi đạt đến quả vị vô thượng chánh đẳng Bồ Đề. Này Xá Lợi Tử, nếu với tưởng và quyết định như vậy mà tu hành Bát Nhã Ba La Mật Đa, thì nên biết Đại Bồ Tát ấy không có phương tiện thiện xảo, nên có làm việc gì cũng không thành tựu. Khi ấy Xá Lợi Tử hỏi Thiện Hiện, làm sao biết được các Bồ Tát có phương tiện thiện xảo khi tu hành Bát Nhã Ba La Mật Đa? Thiện Hiện đáp, khi tu hành Bát Nhã Ba La Mật Đa, nếu các Bồ Tát không hành từ sắc đến thức, cũng không theo hành tướng của nó, không hành từ sắc đến thức, hoặc thường hoặc vô thường, hoặc vui hoặc khổ, hoặc ngã hoặc vô ngã, hoặc tịnh hoặc bất tịnh, hoặc không hoặc bất không, hoặc có tướng hoặc không tướng, hoặc có nguyện hoặc không nguyện, hoặc tịch tịnh hoặc không tịch tịnh, hoặc viễn ly hoặc không viễn ly, đều chẳng hành theo tướng ấy. Vì sao? Xá Lợi Tử, vì sắc vân vân là không, chẳng phải là sắc vân vân. Sắc vân vân chẳng lìa không, không chẳng lìa sắc vân vân. Sắc vân vân tức là không, không tức là sắc vân vân. Đối với các uẩn xứ giới duyên khỏi giác phần Ba La Mật Đa, 5 loại mắt, 6 phép thần thông, 10 lực cho đến pháp Phật bất cộng cũng đều như vậy. Này Xá Lợi Tử, nên biết các Bồ Tát này có phương tiện thiện xảo khi tu hành Bát Nhã Ba La Mật Đa, vì các Bồ Tát này có phương tiện thiện xảo nên có thể chứng được quả vị vô thượng chánh đẳng Bồ Đề. Này Xá Lợi Tử, các Bồ Tát này khi tu hành Bát Nhã Ba La Mật Đa, đối với Bát Nhã Ba La Mật Đa chẳng chấp hành hay không hành, cũng chẳng chấp có hành, chẳng chấp không hành, chẳng chấp phi hành hay phi bất hành. Đối với sự không chấp ấy cũng chẳng có chấp thủ, huống gì đối với các pháp khác mà lại có chấp thủ. Xá Lợi Tử hỏi Thiện Hiện, do nhân duyên gì mà các Bồ Tát không có sự chấp thủ đối với Bát Nhã Ba La Mật Đa? Thiện Hiện đáp, do tự tánh của Bát Nhã Ba La Mật Đa không thể nắm bắt. Vì sao? Xá Lợi Tử, vì Bát Nhã Ba La Mật Đa này cũng lấy vô tánh làm tự tánh. Xá Lợi Tử, do nhân duyên này nên khi các Bồ Tát tu hành Bát Nhã Ba La Mật Đa, đối với Bát Nhã Ba La Mật Đa hoặc chấp có hành, hoặc chấp không hành, hoặc chấp cũng có hành cũng không hành, hoặc chấp chẳng hành chẳng không hành, hoặc chấp hay không chấp, như vậy tất cả đều chẳng phải hành Bát Nhã Ba La Mật Đa. Vì sao? Xá Lợi Tử, vì tất cả pháp đều lấy vô tánh làm tự tánh, đều không có chỗ để chấp thủ, không có chỗ để chấp trước. Xá Lợi Tử, đây gọi là Bồ Tát không chấp trước đối với tất cả pháp là vô tánh, vô sanh tam ma địa. Tam ma địa này rộng lớn thù thắng vi diệu vô cùng, có khả năng tập hợp không giới hạn và làm việc không ngăn ngại, nhưng không cùng với tất cả thanh văn độc giác. Nếu các Bồ Tát thường trụ không rời tam ma địa này thì sẽ mau chứng quả vị vô thượng chánh đẳng Bồ Đề. Khi ấy Xá Lợi Tử hỏi Thiện Hiện, các Bồ Tát chỉ cần một pháp đẳng trì thủ thắng này thường giữ không bỏ thì sẽ mau chứng quả vị vô thượng chánh đẳng Bồ Đề, hay còn có pháp nào khác? Thiện Hiện đáp, không những chỉ đối với một pháp đẳng trì thù thắng này thường giữ không bỏ, làm cho các Bồ Tát mau chứng quả vị vô thượng chánh đẳng Bồ Đề, mà còn có nhiều pháp khác. Xá Lợi Tử hỏi, những pháp khác là gì? Thiện Hiện đáp, Xá Lợi Tử, các đại Bồ Tát lại có kiện hành đẳng trì, bào ấn đẳng trì, sư tử du hí đẳng trì, diệu nguyệt đẳng trì, nguyệt tràng tướng đẳng trì, chư pháp hải đẳng trì, quán đành đẳng trì, pháp giới định đẳng trì, quyết định tràng tướng đẳng trì, kim cương dụ đẳng trì, nhập chư pháp ấn đẳng trì, an trụ định đẳng trì, vương ấn đẳng trì, tinh tấn lực đẳng trì, đẳng dũng xuất đẳng trì, nhập từ quyết định đẳng trì, nhập tăng ngữ đẳng trì, quán lực đẳng trì, tổng trì ấn đẳng trì, vô vong thất đẳng trì, chư pháp đẳng thú đẳng trì, biến phú hư không đẳng trì, kim cương luân đẳng trì, thắng tràng tướng đẳng trì, đế tràng tướng đẳng trì, nguyệt tràng tướng đẳng trì, thuận kiên cố đẳng trì, sư tử phấn tấn đẳng trì, quảng khai xiển đẳng trì, xả trần ái đẳng trì, biến chiếu đẳng trì, bất tuần đẳng trì, trụ vô tướng đẳng trì, quyết định đẳng trì, ly cấu hạnh đẳng trì, vô biên quang đẳng trì, pháp quang đẳng trì, phổ chiếu đẳng trì, tịnh tọa đẳng trì, vô cấu quang đẳng trì, phát ái lạc đẳng trì, điển đăng đẳng trì, vô tận đẳng trì, nan thắng đẳng trì, cụ oai quang đẳng trì, ly tận đẳng trì, vô thắng đẳng trì, khai hiển đẳng trì, nhật đăng đẳng trì, tịnh nguyệt đẳng trì, tịnh quang đẳng trì, phát minh đẳng trì, tác vô tác đẳng trì, trí tướng đẳng trì, trụ tâm đẳng trì, phổ minh đẳng trì, thiện trụ đẳng trì, bảo tích đẳng trì, diệu pháp ấn đẳng trì, chư pháp đẳng ý đẳng trì, xả ái lạc đẳng trì, pháp dũng đẳng trì, phiêu tán đẳng trì, phân biệt pháp cú đẳng trì, nhập bình đẳng tự đẳng trì, ly văn tự tướng đẳng trì, đoạn xả duyên đẳng trì, vô biến dị đẳng trì, phẩm loại đẳng trì, nhập danh định tướng đẳng trì, vô tướng hành đẳng trì, ly ế ám đẳng trì, cụ hạnh đẳng trì, vô động đẳng trì, cảnh tướng tịch tịnh đẳng trì, tập chư công đức đẳng trì, trụ quyết định đẳng trì, tịnh diệu hoa đẳng trì, cụ giác chi đẳng trì, vô biên biện đẳng trì, vô đẳng 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 trì, việt nhất thiết đẳng trì, thiện phân biệt đẳng trì, tản nghi võng đẳng trì, vô sở trụ đẳng trì, nhất tướng trang nghiêm đẳng trì, dẫn phát hành tướng đẳng trì, nhất hạnh đẳng trì, xả hành tướng đẳng trì, đạt chư hữu để biến dị đẳng trì, nhập nhất thiết thi thiết ngữ ngôn đẳng trì, giải thoát âm thanh văn tự đẳng trì, cụ oai đức đẳng trì, cự xí nhiên đẳng trì, tịnh nhãn đẳng trì, vô trược nhẫn đẳng trì, nhập chư hành tướng đẳng trì, bất hỷ nhất thiết đẳng trì, vô tận hành tướng đẳng trì, cụ Đà La Ni đẳng trì, nhiếp phục nhất thiết chánh tà tánh đẳng trì, ly vi thuận đẳng trì, ly táng ái đẳng trì, vô cấu minh đẳng trì, cụ kiên cố đẳng trì, mãn nguyệt tịnh quang đẳng trì, điển quang biện đẳng trì, đại trang nghiêm đẳng trì, chiếu nhất thiết thế gian đẳng trì, định bình đẳng ý đẳng trì, vô trần hữu trần, bình đẳng lý thú đẳng trì, vô chánh hữu chánh, bình đẳng lý thú đẳng trì, vô xảo việt đẳng trì, vô tiêu xí đẳng trì, quyết định trụ chân như đẳng trì, hoại thân ngữ ý ác hạnh đẳng trì, như hư không đẳng trì, vô nhiễm trước như hư không đẳng trì. Xá lợi tử, nếu các Bồ Tát thường trụ không bỏ đối với các đẳng trì tối thắng như vậy thì sẽ mau chứng quả vị vô thượng chánh đẳng Bồ Đề. Xá lợi tử, lại có vô lượng vô số pháp môn Tam Ma Địa, pháp môn Đà La Ni khác nữa. Nếu các Bồ Tát thường học các pháp này thì mau chứng quả vị vô thượng chánh đẳng Bồ Đề mà mình mong cầu. Bấy giờ Thiện Hiện đương oai thần của Phật bảo với Xá Lợi Tử: nếu các Bồ Tát an trụ các đẳng trì tối thắng như vậy thì nên biết các vị ấy đã được chư Phật quá khứ thọ ký, cũng được 10 phương chư Phật trong hiện tại thọ ký. Xá Lợi Tử, các vị Bồ Tát này tuy trụ vào các Tam Ma Địa như vậy, nhưng không thấy các Tam Ma Địa này, cũng chẳng chấp trước vào danh tự Tam Ma Địa này, cũng chẳng nghĩ ta đã chính thức vào trong các Tam Ma Địa này, cũng không nghĩ chỉ có ta mới có thể vào các định tối thắng này, người khác không thể vào được. Các vị ấy suy nghĩ phân biệt như vậy, do sức các định nên không khởi lên pháp nào. Khi ấy Xá Lợi Tử hỏi Thiện Hiện: vì định khác nhau nên có các đại Bồ Tát an trụ vào các Tam Ma Địa tối thắng như vậy, và đã được chư Phật trong quá khứ hiện tại thọ ký rồi ư? Thiện Hiện đáp: không phải vậy. Vì sao? Xá Lợi Tử, nếu Bát Nhã Ba La Mật Đa hay Tam Ma Địa hay các đại Bồ Tát đều không có sự sai khác thì Bát Nhã Ba La Mật Đa tức là Tam Ma Địa, Tam Ma Địa tức là các Bồ Tát. Vì sao? Vì tánh của tất cả pháp đều bình đẳng. Xá Lợi Tử hỏi Thiện Hiện: nếu Tam Ma Địa không khác Bồ Tát, Bồ Tát không khác Tam Ma Địa, Tam Ma Địa tức là Bồ Tát, Bồ Tát tức là Tam Ma Địa, vì tất cả pháp đều bình đẳng, thì các Bồ Tát có thể chỉ rõ sự chứng nhập Tam Ma Địa của mình không? Thiện Hiện đáp: không. Xá Lợi Tử hỏi: đối với Tam Ma Địa, các đại Bồ Tát có tưởng và tưởng quyết định như vậy không? Thiện Hiện đáp: các Bồ Tát không khởi lên tưởng và tưởng quyết định đối với Tam Ma Địa. Xá Lợi Tử hỏi: tại sao các Bồ Tát này không có tưởng và tưởng quyết định đối với chính Tam Ma Địa mình chứng được? Thiện Hiện đáp: vì các Bồ Tát này không có sự phân biệt. Xá Lợi Tử hỏi: vì sao các vị ấy không có sự phân biệt? Thiện Hiện đáp: các Bồ Tát này biết tất cả pháp và Tam Ma Địa đều không có sở hữu, ở trong vô sở hữu ấy thì không cho phép phát sanh tưởng phân biệt và tưởng quyết định. Ngay lúc đó Đức Thế Tôn khen ngợi Thiện Hiện: lành thay, như điều ông nói. Ta tuyên bố ông là người tối thắng đệ nhất đã trụ định vô chánh trong chúng thanh văn. Do đây ta nói rõ ý nghĩa tương ưng là trong tánh bình đẳng không có tranh cãi chống đối vậy. Như vậy này Thiện Hiện, Các đại Bồ Tát muốn học Bát Nhã Ba La Mật Đa cho đến Bố Thí Ba La Mật Đa nên học như vậy. Muốn học từ niệm trụ cho đến đạo chi nên học như vậy. Muốn học 10 lực cho đến 18 pháp Phật bất cộng cũng nên học như vậy. Khi ấy Xá Lợi Tử liền bạch Phật: Bạch Thế Tôn, khi Đại Bồ Tát học như vậy là đã học Bát Nhã Ba La Mật Đa cho đến 18 pháp Phật bất cộng chăng? Phật dạy: Này Xá Lợi Tử, khi Đại Bồ Tát học như thế là đang học Bát Nhã Ba La Mật Đa cho đến 18 pháp Phật bất cộng, dùng vô sở đắc làm phương tiện. Xá Lợi Tử lại bạch Phật: Khi Đại Bồ Tát học như thế đều lấy vô sở đắc làm phương tiện để học từ Bát Nhã Ba La Mật Đa cho đến 18 pháp Phật bất cộng ư? Phật dạy: Đúng như vậy, khi học như vậy, Đại Bồ Tát đều lấy vô sở đắc làm phương tiện mà học Bát Nhã Ba La Mật Đa cho đến 18 pháp Phật bất cộng. Xá Lợi Tử hỏi: Vô sở đắc là nói về những gì? Bất khả đắc ư? Phật dạy: Này Xá Lợi Tử, vô sở đắc là ngã bất khả đắc cho đến kiến thức bất khả đắc, vì chúng rốt ráo thanh tịnh, các uẩn xứ giới và duyên khởi bất khả đắc, vì chúng rốt ráo thanh tịnh, cõi dục sắc và vô sắc bất khả đắc, vì chúng rốt ráo thanh tịnh, bốn niệm trụ cho đến 8 chi thánh đạo bất khả đắc, vì chúng rốt ráo thanh tịnh, 10 lực Phật cho đến 18 pháp Phật bất cộng bất khả đắc, vì chúng rốt ráo thanh tịnh, bố thí cho đến Bát Nhã Ba La Mật Đa bất khả đắc, vì chúng rốt ráo thanh tịnh, dự lưu cho đến độc giác bất khả đắc, vì chúng rốt ráo thanh tịnh, Bồ Tát, chư Phật, Bồ Đà, Niết Bàn bất khả đắc, vì chúng rốt ráo thanh tịnh. Xá Lợi Tử hỏi: Rốt ráo thanh tịnh nghĩa là gì? Phật dạy: Nghĩa là tất cả pháp không sanh, không diệt, không nhiễm, không tịnh, không ra, không vào, vô đắc, vô vi. Như vậy gọi là nghĩa thanh tịnh rốt ráo. Bấy giờ Xá Lợi Tử lại bạch Phật: Khi các Bồ Tát học như vậy thì không học những pháp nào? Phật dạy: Xá Lợi Tử, khi các Đại Bồ Tát học như vậy thì không được thấy có sự học đối với pháp. Vì sao? Xá Lợi Tử, tất cả pháp chẳng phải như vậy, nhưng do phàm phu ngu si dị sanh chấp trước nên có sự học các pháp ấy. Xá Lợi Tử hỏi: Nếu nói như vậy thì tại sao các pháp lại có? Phật dạy: Các pháp như vô sở hữu như vậy mà có. Nếu đối với các pháp vô sở hữu này mà không thể thấu rõ thì gọi là vô minh. Xá Lợi Tử hỏi: Những pháp nào là vô sở hữu, nếu không hiểu rõ thì gọi là vô minh? Phật dạy: Này Xá Lợi Tử, sắc cho đến thức vô sở hữu, như vậy cho đến 4 niệm trụ, cho đến 18 pháp Phật bất cộng đều vô sở hữu, do pháp nội không cho đến pháp vô tính tự tính không. Xá Lợi Tử, phàm phu ngu si dị sanh ấy không thấu đạt đối với hết thảy pháp vô sở hữu như thế, nên gọi là vô minh. Người ấy do vô minh và sức mạnh của ái nên phân biệt và chấp trước, hai bên đoạn kiến và thường kiến, do đó không thấy không biết tánh của các pháp là vô sở hữu nên phân biệt các pháp, do phân biệt nên chấp trước sắc thọ tưởng hành thức cho đến chấp trước 18 pháp Phật bất cộng, do chấp trước nên phân biệt tánh vô sở hữu của các pháp, do đó nên không thấy không biết đối với các pháp. Xá Lợi Tử hỏi: Không thấy không biết đối với các pháp nào? Phật dạy: Xá Lợi Tử, không thấy không biết đối với sắc cho đến thức, như vậy 4 niệm trụ cho đến 18 pháp Phật bất cộng đều không thấy không biết, vì không thấy không biết đối với các pháp nên đọa vào phàm phu ngu si dị sanh nhiều lần không thể ra khỏi. Xá Lợi Tử hỏi: Chúng không thể ra khỏi chỗ nào? Phật dạy: Đối với cõi dục, cõi sắc và cõi vô sắc, chúng không thể ra khỏi được, vì không thể ra khỏi 3 cõi nên không thể thành tựu quả Thanh Văn, Độc Giác, Bồ Tát và Phật. Giả sử